Đây đây rồi. Thiếu cái khác đó, tiền thì không thiếu. Ngoài sân rộng. Mùi gì nó mùi đốt tóc. Đốt lông chó. Thì chó à? Đúng chưa mà. Hôm nay này cũng không ăn chó ấy. À đây à. À tức là chính là nhà mình nhá. Nào ấy chứ, à, làm hai con chó. À, thế nhưng mà làm ở chỗ nào ấy? Cũng ở đây. À, đây nhà này à? Đây nhà có thì nhà ông anh. À. Đó, ông rồi. À, đây bã rượu này. Bỗng rồi. À, đây là thằng Vũ Liên. Rồi, chào bác. À. Đấy, nhân tiện lại là về cúng cụ cũng thấy cậu Vang cậu bảo đi sang nhà bác để lấy rượu thì đi theo để đó xem là cái cơ sở kinh doanh. Vâng người tham quan nhà bác ý xem là cái cơ sở đấy bây giờ công nghệ đấy quay à quay cái đấy gọi là kỷ niệm đây đấy này đấy chú quay nữa đây à. Quay nhà nữa đây. Đó. Đấy. Có đổ ra có xe cũng đây là cơm đây. Đó. Đó. Đây là nồi cơm đây là vừa mới nấu chín đây nè. Đây đó. Đây chứ mới được nghe. Đó, đấy. Đấy, công nghệ đây. Đấy. Đây nồi vẫn kia. Đúng rồi vẫn phải nấu nồi gang này nó mới chuẩn. Làm cái nồi cơm kia đấy à. Cơm nấu hai nồi ra kia rồi à, đấy. Than bỏ hũ cùng đâu à. Nhưng mà gạo này là gạo nếp gì đấy bác? Gạo tấm. Gạo tấm à? Ừ. Như tức là gạo thẻ hay là gạo nếp? Gạo thẻ. Gạo thẻ gì? Thế bác không nấu rượu nếp à? Có. Thế tí nữa bác cho cái còn rượu nếp không? Nếp có. Ờ thế tí bác cho mấy lít rượu nếp cho nó thơm. Rồi thôi bác đừng pha chè nữa bác. Đây. Đó, đây. Rồi, rút thử đi. Ăn thử đi. Rồi, nhất trí. Cứ nếm vào mồm đi. Đây. Đây, chả mấy kia. Bác tên bác gì nhỉ? Bác Kỳ à? Đấy là ông anh nhà mình đấy. À. Ừ. Ngọt đấy. Ừ. Ngấu rồi. Đấy, đi ra ngấu ở ngoài mới được ra ngoài chứ. Nhưng mà cái này á giờ kia đủ nước. Đúng rồi, bác phải về gọi lại còn ngâm cái công nghệ đổ đoạn này. Ngâm đổ nước phải hàng tuần nhé. Đây, xin chào. Đây, bác ơi cho tặng cái nạo nữa xong rồi giả biết thôi chứ chớ đang biết đang nghiên cứu rồi đây lấy khoảng 3 lít rượu nếp thôi mà chào chú ba đi cúng cụ à cúng cụ mấy mâm mấy mâm ở đâu khoảng mấy mâm à thế thì lấy 2 lít rượu này thế nào thằng uống vừa phải thôi không có gì đây là lấy 2 lít rượu này thì ngon hẳn luôn đúng đấy cho bác cái cho rượu ngon hẳn đi đấy rượu nếp đi chỉ có rượu này ở đây thì nhà tôi chỉ có rượu này thôi. Đấy căn bản là em nói với anh không phải căn cứ anh em mình uống mà hôm nay các cụ nhà mình mới lại đông thế này bỏ chúng nó đi mua rượu mua chai về uống cái hổ. Không, mình cũng cứ phải chủ động gọi là các cụ bây giờ uống cũng có được bao nhiêu đây. Đây, nếp này là nấu từ Tết năm ngoái. À. Nếp hả? Từ Tết năm ngoái cơ? Năm ngoái Tết vừa qua này. Tết vừa rồi gì? Thế thì mới được khoảng hơn tháng. Không, ở đây là hơn 2 tháng rồi. Nấu từ tháng 10. Còn đây. Đây là chung rượu nếp đây gì? Ừ, rượu nếp chung nếp thôi không biết nó dối. Không, chỗ anh... Không, ai ở đây là phải hỏi để gọi là quay nó phải hỏi để nó mới vào thành câu chuyện. À, thì về quê ngoại nhà mình. Vâng, nói về quê nhà mình là có cái món đặc sản đấy. Không, đấy là
dân dã nhà quê. Dân chất nhà quê. Không, nó là đặc sản đấy. Không. Đấy, không phải. Vào nia vào cơm đấy tức là bê chú quay. Không là hòa nước cổ thùm. Nó ý thế. Ôi trời ơi. Công nghệ nấu rượu ngày xưa em cũng đã từng gọi là ngày xưa chuyên nấu trong gà mà. Thế mà có phải cơm rượu lại không? Đấy rồi. Đấy rồi. Thôi đây rồi, đây rồi. Mà có làm thử chén không? Rồi, chờ làm chén. Đặt thử chén. Giờ có rượu độc mà uống thì không phải dễ nhá. Bác sẽ tưởng. Nói đùa. Thôi á. Chú đang làm gì? Thôi cứ làm chứ. Em làm gì tớ thì em làm. Rồi, báo làm tí à? Rồi em làm tí. Anh em mấy khi ca nhau tí, là tay bắt mặt mừng tí chứ. Tí là tí tình cảm. Chứ còn... Muốn chỗ gì thế thôi. Cũng nhiều lắm ạ. Vừa nếm mừng thử thức. Nếm mừng thức nước khỏe là hai chú nhá. Vâng, rồi. Ôi. Chân chất nhà quê mày đấy. Đúng rồi. Đấy cái vị nó phải thơm thế này nó mới... Đúng không? Đúng cổ không? Đúng. Nó cũng không phải cổ, cũng hơi phim. Chung bởi vì cổ ngày xưa là có mắn ke. Mấy bác để được... Riêu hẳn rồi. Khoảng hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng đấy, không biết nó chỗ. Nó mềm đi. Nó dịu. Đấy, từ bữa được tôi để vô văng nửa nít lên làm gì đấy. Nó không sốc. Mà uống này là... Cái rượu vừa nấu xong nói thế thôi, có ngon nó vẫn sốc. Ngon không? Ngon. Chất lượng rồi thế. Nhưng mà cái này á mới chỉ tầm được độ khoảng 40 hơn 40 độ. Cái rượu này nhớ đo bây giờ đúng 45 độ. Đúng không? Đúng không? Không nhưng mà nếu không biết là rồi. Nếu đầu tiên nấu ra 50 độ. Nhưng em đoán thì nó đúng chuẩn. Đúng nói không sai. Cái đầu nấu ra là cần 50 độ. Bác có cái đo. Hả? Bác có cái đo bây giờ. Đo cho đo không chuẩn đâu, nhưng mà mồm uống thì nó chuẩn. Không, mồm thì nó đo giờ đo ra công không giờ đo đúng đâu. Không, nó chỉ... Cũng có độ có thể đo này 60 độ, cũng có độ chỉ đo 20 độ. Chú tin nhá, độ bây giờ. Không, nó có cái đo gia công thôi, chứ không cần cầu kỳ. Có anh em mình về cầm rượu về không? Còn về làm lễ. À, cũng, nhưng mà thôi, nói. Thôi, thế bây giờ nói về, chứ thông cảm bây giờ thì tôi thỉnh thoảng về có đi ngoại nào nọ kia, vào tớ uống nước. Tớ ngồi từ sáng, tớ chỉ uống nước, nhà tớ đi đấy. Vâng. Đúng đấy, tớ bị hẳn. Em gửi tiền bác. Đó cứ lấy thoải mái đi. Không, 50.000 một lít thì tớ, 100 lít thì tớ, nó thật. Tớ bán là bán, mà để cũng cụ, cũng cụ. Cái nào ra cái đấy, được. Thoải mái, không cái này. Mình cho chú rồi, chả lấy, cho cũng cụ đi, chả. Cái chuyện này khác đi rồi. Đấy. Rồi, em gửi bác. Rồi nha, rồi. Bỏ ấy rồi, sao cũng cụ. Ừ, rồi, rồi, con cháu thế đó. Thế cô. Tí mời bác sang uống rượu. Cháu rồi, tớ, không ai ở nhà. Đây này, chú nhìn đây này, có ai nhà đâu. Trời ơi, nếu mà có các cháu. Hay hay là có làm nửa lít rượu ngâm nếp không? Thôi, như vậy là có khi... Thôi, thế... Đây, thông cảm nhá. Vâng. Hôm nào có rũi thì nếp chứ. Vâng, vâng, chào bác. Vâng. Rượu này nếu mà anh cầm bắt cầm cầm anh chú cầm vào cầm cầm vào cái bạn nút chặt rồi sợ gì quay này ấy rồi đây nhưng mà mấy hôm nay phá kia làm cái công gì à đây làm công trình gì đây à gọi là vệ sinh à công trình phụ đấy cái đấy thoải mái mùi từ tháng rồi tôi mùi còn tiếp rồi còn sức vâng 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 qua lại chú chơi nhá vâng tớ lúc nào ở nhà vâng vâng hai giờ điểm đấy vâng. Vừa phải thôi hiểu chưa nhiều rồi canh xưa mà nó phải có đèn chứ không phải tiết mấy đồng cậu hiểu chưa mày mày mình thì không sao đấy chứ không sao người khác người khác vẫn sao nó vẫn còn vui lâu thế à nó co lại lò mổ à nó hẳn lò mổ đấy đặt à vân vân có món rượu nếp để thắp hương này rồi.
Đấy, bác ăn cơm đó. Mặt cao này thì cứ... Bán là cái gì? À, đây là món là đây là thịt cầy mấy món đấy ở ở bác à. Nhưng mà cứ làm chơi theo kiểu mâm này gì trông này trông lại nó vẻ là nó mang cái tính chất đặc sản nhá. Đúng thôi quê à. Mà cuối ba mâm hai mâm thôi. Đây là bác Đài nhỉ? Ừ, bác Đài bác đang bày cỗ đặc sản cái món này là 7 món đó, nhưng mà đây khả năng là sẽ có khoảng 5 món à. Nhưng mà đầy đủ, rất là đầy đủ gia vị. Nhưng thì cái món riêng ấy là phải nhiều cái. Nếu mà tính cả đó thì nó sẽ là đầy đủ đó, thịt ngọc có này, thịt nướng có này. Món tôm kia là phải nhiều chanh đó. Có chanh quả chưa bác? Chắc có đủ rồi chứ. Có đủ ở trong gói hẹp là có đủ. Đây là trên này là mấy món rồi, đây là coi như đây cũng là thành ra 4 món rồi. 4 món rồi, món tôm là 1 là 5 rồi, mấy xương như này là 6 rồi. Đây là món luộc này, đấy, món nướng này, đấy. Cái món này là rượu mật này, là 3, luộc này, nướng này, rượu mật là 3. Nên món này gọi là món ong đi, nhá. Là 4, đúng không? Đó. Thế là món xương ninh là 5. Trông hấp dẫn lắm.